Bây giờ ba về đây. Bây giờ ba Nó về. nhớ chị nó khóc kìa. Ok, bây giờ là mẹ lo tiền bạc cho ekip nha. Rồi em ơi, em lên thấy cảnh người ta làm cho mình mà em thấy không rớt mắt nữa thôi á. Cái này thì cá hai, Hết mưa rồi mà sao còn xét cái này là 20 tỷ cũng không có xứng đáng với công sức của anh em nữa, đúng không? Quá nhiều công sức, quá nhiều tình yêu thương ở đây. Hy vọng người sẽ yêu thương và ủng hộ rất là nhiều. Vì nha, quay từ hả 5 giờ sáng đến bây giờ là gần 11 giờ trưa rồi, đâu 11 giờ khuya rồi. Mà anh em hả, ai cũng vui vẻ hết. Mà may mắn thì được một ekip rất là chuyên nghiệp, cũng như là dàn nghệ sĩ quá là cứng cựa đi, cho nên quay rất 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 là nhanh luôn. Tết nào là ăn Tết đó. Có những cái cú mà nó khó quá, ví dụ leo rinh cái mái lên này nọ, nó hơi khó một xíu. Với lại chiếc xuồng này nọ, đẩy, ra xong rồi nọ, nó hơi cực một xíu thôi. Chứ hả, tất cả mọi thứ đều là ok hết. Tất cả mọi bộ phận đều quá là chuyên nghiệp. Lâm cảm ơn ekip rất là nhiều. Thì Lâm sẽ gọi là có một cái bài là cảm ơn từng thành bộ phận riêng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhất ủng hộ là Tết là hết gì, Tết gì, Tết trả hết của Lâm nha mọi người nha. Bye bye mọi người, xin chào và hẹp lại ạ. Quý vị ơi, nay bà đi diễn với tôi xong rồi hả? Bà kêu tài xế chở đi mua đồ chơi, mua viết, mua lần 4 triệu đồng của tôi. Làm sao vậy? Sao mua dữ vậy? Hả, nói bà nghe coi. À, con mua thêm cho em Ngọc hả? Trời đất ơi, vậy là hài lòng chưa? Hôm nay diễn giỏi nó cho nên tôi mới mua cho mấy cái này á nha không? Mai mốt ba kêu đi diễn là phải diễn cho nhiệt tình nha, không có làm biếng nha. Hồi nãy thì ba thấy có làm biếng nhẹ đó, cứ hả quay mà cứ hỏi ba ơi xong chưa, ba ơi xong chưa hoài. Mình làm là phải cố gắng nha, mình làm xong rồi mình mới được đi chơi nha con. Ok, dạ thưa quý vị, cha con em sáng giờ quay trộm vía là ok những gì nha. Đó, nói chung là quay xong cảnh của anh Kiều Minh Tuấn rồi, vui vẻ, anh em rất là hợp hợp rơ đó. Nhìn vào ánh mắt của nhau là biết mình diễn cái gì rồi. Với nãy là đại cảnh, có cảnh múa lửa cũng hơi lo, nhưng mà cuối cùng hả trộm vía cũng đã thành công. Hy vọng người sẽ ủng hộ MV này, thiệt sự MV này cũng đầu tư khá nhiều. À, trời ơi, trả tiền cachê cho Bảo Nhi nè. Cái này cái gì vậy chị hai? Mày mua này gì ạ? Này gì bà? Cái này mới mà. Trời ơi, cuốn sổ gì đẹp vậy? Cái này là gì con? Trời ơi, tập tô màu nữa hả? Trời ơi, mấy triệu đồng của tôi đã hả, tôi quay MV đã không có tiền rồi, đã hả báo vợ rồi mà hả, mấy người đi rồi mấy người còn hả mua báo gì tôi. Gì mấy người báo tôi, mấy người báo lời tôi nữa. Này gì dạ, đẹp vậy? Bà nội bà hương quá mà, quá trời. Nhi, con chào mọi người đi kìa. Con ngước mặt lên đàng hoàng. Con đó cô chú ơi, nhớ ủng hộ MV của con nha. Cô chú ơi, nhớ ủng hộ MV của con nha. Tết này ba con sẽ ra MV tên là Tết này ba con sẽ ra MV là Tết trả hết. Tết trả hết. Yeah. Nhớ ủng hộ cha con em nha quý vị nha. Trà cho hết đây có tiền ăn Tết đây hết cái viện. Năm ngoái mới yên vui à, thì đầu năm ai cũng muốn đơm qua, chứ lâu lâu mới ăn Tết mà. Tăng 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 tăng. Cái ca xe của anh Lâm này anh trả anh được bao nhiêu anh? Anh Lâm trả cho anh chứ anh đâu trả cho anh Lâm được đâu. Vậy sao? Đó, ôi, ca sĩ trending mà sao kỳ vậy Lâm? Trời ơi, bây giờ nói là nó viết bài này đó, năn nỉ nó mới viết cho đó. Rồi nó hạch sách, nó làm đủ thứ trò. Anh Lâm mướn nành hát. À, đi chạy show nữa đúng không? Show gì mà giữ thần hôn vậy? Hiện tại chúng tôi đang quay ở Cà Mau nha quý vị nha. Đúng không em? Rồi, quá trời quý vị ơi, nguyên một vàng quý vị thấy không? Toàn là hả ngôi sao không, mà hả ai á quay hả trời cũng nắng hết. Riêng cái thằng Hồ Finan nó vừa tới là ông trời mưa liền, quý vị coi trời kìa. Trời ơi. Thằng Hồ Finan nó là yêu quái quý vị ơi, nó tới đâu hả là hả mây đen kéo tới, thấy không? Án mây buồn, án mây buồn là Hồ Finan quý vị nha. Giờ hiện tại anh Trường Giang đã tới rồi và Hiếu thứ hai đã tới rồi thì cũng lo, thì hơi trễ tiến độ xíu. Cầu mong là hả qua trận này
nhớ mọi người, nhớ yêu thương nhớ vị nha. Thật sự ra mỗi cái MV về là cực lắm. Thứ nhất là quý vị thấy hẹn mà 6 ngôi sao, 7-8 ngôi sao như thế này, thật sự rất là cực luôn, rất là đau đầu luôn. Rồi phải suy nghĩ sao anh em phải có mảng miếng điều hết trơn là một cái vấn đề nữa. Mà bây giờ thời tiết lại không thương nữa, cho nên mọi người ơi, đó, mọi người phải thương em để mà giúp đỡ em, hỗ trợ em cài view giùm cho em nha. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều, nhớ ủng hộ Tết trả hết xe. Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi quay MV là có đầy đủ tất cả các anh em, nhưng mà chỉ thiếu thằng Hiếu thứ hai thôi. Thật sự em thấy thằng Hiếu thứ hai như thế nào hả Đức Phan? Em thấy chắc là giả bộ, nằm nhà ngủ chứ làm gì mà có show. Đúng rồi, tôi nghe quản lý nói hả, đi du lịch vui ơ gì mà... Đi với quản lý hả? Đúng. Chính là cái thằng đó. Đúng, không ai khác chính là Bonnie Trinh. Đúng không anh Quy? Đúng rồi, nó mới có cái clip mà không muốn ngủ một nhà một mình mà nghe cái đoạn mà cái resort đó đó nguyên bày rồi hát đờn ca với nhau đó. Trời đất ơi. Quá trời rồi, giỡn giỡn vậy nè, hí 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 hí. Hí hí hả? Nhưng mà cái té xuống hồ bơi nằm đó, nghe cái đoạn đờn đó là té xuống đó. Rồi, không ngờ. Quá trời. Thấy không, anh Giang ông còn ngồi ha không? Ừ. Ông ngồi từ 4 giờ sáng tới giờ. Em ơi, anh ngồi đồng hay là gì mà ngồi lâu vậy? Thấy vậy mà, Hiếu hả? À, ấy quá. Ấy quá. Tôi đến thì chặn chân vậy. Không biết nói gì. Mệt quá rồi. Mà Hiếu nó đâu có show gì nhiều đâu. Mỗi lần mình gọi qua là quản lý nói chuyện không đó mà. Đúng rồi. Anh Tuấn ơi, sao anh không giao lưu và chơi với tụi tôi vậy? Cái gì? Anh đang nghĩ đây thằng Huy Hiếu bây giờ đang tri hoang ở đâu? Tri hoang. Không có gì liên hoan chứ. Cái ngôn ngữ anh kiếm hiểu. Tri hay là liên? Liên quan. À. Liên. Tri liên hoan. Tri liên hoan. Quang ở đâu đây? Dạ bây giờ bà con đang ủng hộ rất là đông, mọi người thấy không? Dạ. Đông mình không em ơi. Đông mình không ạ. Ê cha rồi. Em dự chuyện quá. Quá trời bà con luôn á. Bà con bu kính cái con đường. Bà con này 500 một người. Kính cả con sông. Anh ơi, da thịt của anh sao đích chụp vậy? Tại vì anh sương gió bụi trường. Sáng giờ quay với em từ sáng sớm tới bây giờ đó. Mấy giờ em? Mấy giờ? Mấy giờ? Em là từ 12 giờ đêm qua anh giờ. Trời ơi, là nôn ra đây là anh em xét luôn á, mấy này em làm hết mà. Quá trời. Ơi, tội nghiệp vậy. Em đậu cụ luôn. Anh đang giành giật chiến công của đậu cụ. Thì giống lưu tôn mà chờ ngày xưa. Về đó. Giờ là hả cảnh với Giang. Bùi Văn Bường. Anh Giang cứ mua dai sao nó được kích cộng. Anh Giang lắm cho nên mình phải lấy cặp riêng vui hơn. Đúng. Nhưng mà khó lắm, phải cứu lại thôi. Khó lắm. Tại vì anh giờ cũng yếu rồi. Bây giờ bây giờ anh thề là ngoại hình rồi, dễ răng dễ ơi rồi mà chứ răng. Mà diễn có giờ mà mùa này còn dễ răng nữa. Ủa mẹ. Dễ răng mà còn đặt tên hề đó. Bùi Văn Bương. Ủa em. Cái này xưa là đầu năm mà sao là nghiệp sớm vậy? Sao không phải cái này ở cuối năm? Sao mà mới đầu năm đã hội hốt hủi chó vậy? Vấn đề nhanh quá, một năm trôi qua. Dạ. Tạm biệt mọi người, ủng hộ cho vị nha. Dạ MV Tết Tết báo. Báo báo báo. Báo được hết. Trả hết. Trả hết là C. Cho hết mới có tiền ăn Tết, thay hết cái phiền năm ngoái mới yên vui à. Ai mang trong đầu thì buồn đầu mà đó Tết đâu. Chứ lâu lâu mới ăn Tết mà. À cha. Mười năm ấy lộn mấy năm rồi, 4-5 năm rồi mới làm lại. Giấy lông trường. Ngày xưa là làm tập là phỏng tới đâu phỏng tới đó. Rồi. Cái lúc mà ấy vô vậy nó nóng hồng không làm? Thử không? Không thử, khỏi ơi cái cảm giác nha. Bà Hà Hồng tôi chấm bà cho. Cảm giác là nó nóng dữ không? Thì đó nó giờ chín cái lử thôi. Để em chạy xô không ơi? Anh sợ nha. Ồ anh sợ em quýu người luôn nha. Ôi Lâm giỏi quá. Giỏi ơi, cái gì em cũng biết hết rồi Lâm. Trời ơi. Chắc em phải hở người khoa học phải nghiên cứu em nha. Nghiên cứu con người em đó. Cái gì em cũng biết hết á. Hát thơ, xiếc, diễn. Diễn. Rồi gì nữa? Livestream thì số 1 rồi. Phải mổ xẻ em nha, phải mổ xẻ phân tích em nha. Anh ơi chưa gì anh hiến tặng em được anh ơi. Ôi chưa cái gì hết trơn nè. Sao vậy? Vậy? Trời ơi, bị đánh cái quần rồi. Sao thấy quay vậy? MV đâu có được tiền đâu. Mà trái cái quần. Trái cái quần rồi, đứa nào dụ. Mà phải chi quay thấy không nói gì. Không thấy luôn. Quay hả, từ ngay nách trở lên. Ừ. Mà quẹt đâu ở dưới thoáng. Mà em nói đó, em kêu anh Tuấn là làm như vậy đi, vui lắm, vui. Không thấy vui nha, vui chưa? Vui chưa? Dạ vui chưa?
quá trời ơi, lỡ cái quần rồi em ơi, lỡ cái quần rồi. Đi qua không có tiền đúng không anh? Không tiền. Thiệt á. Nhưng mà cái quần này chắc để kho lâu lắm rồi. Công chúa chị tê nhìn anh kìa. Quần quần xịn đó em. Quần xịn đó. Xịn hả? Thật sự xịn không? Xịn dữ không? Xịn dữ không? Nhưng mà cái màu này bạc rồi nè. Nói chứ quần này lấy của anh Tú á. Thì họ Tú cho hả? Không lấy. Cho có cho. Tú có mặt đẹp bao nhiêu anh mặc hèn mấy nhiêu. Không phải anh chưa lên đó, chưa đúng cái cành xếp em ơi. Phải lên đúng cành xếp coi nó mới đẹp được. Quần này sao nó dễ cháy vậy ta? Làm những cái máy vui gì á. Cũng nhiều mày nói câu này mà đấm mấy người đó. Làm gì cho vui coi. Làm gì vui coi. Đưa tiền đi làm cho vui. Bà đưa 2 triệu vô làm cho bà cười. Nói chứ em đâu biết làm gì vui đâu chị. Khổ quá à. Ừ. Em đâu phải diễn viên hài đâu mà làm vui không? Cái này của em. À, chiếc để đèn. Ok, biết vui không? Đốt xuồng. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Vui không, vui không? Em nói lại coi. Thôi, thôi. Ngu hay nói. Mà thưa tôi hay gì. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn cần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah yeah yeah.